Đây là bài tập đọc thứ 14. Hãy đọc to số 1. Pam's boat. Số 2. Bob's map. Số 3. I know best. Số 4. Don't be a pest. Sunam. So, we ate clams, so, so and crabs. Hãy thử số It's not clear. It's not clear. Bây giờ, bạn hãy xem từ số 8. Hãy nhắc lại từ này theo người Mỹ. Want. Want. Lưu ý rằng, con chữ A thường được phát âm khác nhau khi đứng sau con chữ W. Số 8 có thể được phát âm là want hay want. Cả hai cách phát âm đều đúng. Bây giờ, bạn hãy thử đọc từ số 9. Đây là một từ bạn học trong loạt bài này. Water. Số 10. She wants some water. Số 11. He does too. Bây giờ bạn hãy đọc từ số 12. Wander. Hãy thử đọc số 13. We wander and wonder. Wander, wonder. Số 14. Wash your face. Cần nhắc lại là âm do con chữ W A đứng đầu từ biểu thị có thể thay đổi. Từ đầu tiên trong số 14 có thể được phát âm như wash hay wash. Cả hai cách phát âm đều đúng và sự khác biệt rất khó nhận thấy trong khẩu ngữ thường dùng hàng ngày. Số 15 có âm W A thuộc cách phát âm thứ hai. Hãy nhắc lại theo người Mỹ. Họ, Hall. Hall. Con chữ a đứng trước hai con chữ l đi liền nhau thường được phát âm đúng như con chữ a trong từ water. Hãy đọc từ số 16. tall Số 17. That man is tall. số 18. His wife is small. His wife is small. số 19 Do you like walnuts? Hãy thử đọc số 20 Did you see the waterfall in Dalat? Waterfall. Bài tập đọc thứ 14 đến đây là hết.